xin chào đón quý vị và tất cả các bạn đến với chương trình Vua Tiếng Việt. Vâng, tuần trước chúng ta đã có một người chiến thắng, nhưng họ đã quyết định không đeo chiếc nhẫn vào. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều những ý kiến, và nếu là tôi thì tôi sẽ chơi tiếp, nếu là chú thì chú sẽ chơi đến cùng, nếu là bác thì bác thế nọ thế kia. Nhưng tất cả chỉ là nếu, bởi người chiến thắng vẫn có quyết định của mình. Còn hôm nay chúng tôi cũng quyết định mời đến đây 4 người chơi để chúng tôi lại tiếp tục cùng với quý vị tìm xem ai sẽ là vua tiếng Việt. Và bây giờ người chơi ở vị trí đầu tiên, xin mời. Người chơi đầu tiên là Đỗ Văn Tăng, 34 tuổi, đến từ Hòa Bình. Công việc chính là bác sĩ nha khoa. Công việc phụ là chăm sóc và chơi với con. Thích xem phim, du lịch và đọc sách. Sở đoản là không biết che giấu cảm xúc của bản thân. Đi thi để kiểm tra vốn tiếng Việt của mình. Em thì họ Đỗ tên Tăng, làm nghề bác sĩ chữa răng giúp người. Nhà đài nay có cuộc chơi tìm vua tiếng Việt, em thời ứng thi. Tài năng dẫu chẳng nhiều chi, vì yêu tiếng Việt ngại gì xông pha. Hay quá. À, em còn có một câu thơ tặng anh Xuân Bắc nữa. Có thơ. À, có thơ tặng anh luôn. Vâng, tôi cảm ơn. Đêm qua em nằm mơ được bắt tay anh Bắc, bàn tay anh nắm chắc, khỏe như là thanh niên, nở một nụ cười duyên. Em chào anh Xuân Bắc ạ. Hay quá, hay quá. Cảm ơn bạn đã có thơ tặng tôi. Dạ. Nhưng mà bên cạnh cái tinh thần của bạn thì tôi thấy bạn phải cần sửa một vài từ, bởi vì cái đấy là viết về tôi, viết cho tôi. Dạ. Hôm qua em nằm mơ bắt tay anh Xuân Bắc. Vâng. Bàn tay anh rắn chắc. Vâng. Khỏe như là. Khỏe như là. Em thêm cho anh một vài từ. Dạ. Khỏe hơn cả thanh niên. À dạ dạ. Nhưng khỏe như thì nó làm gì, đúng không? Dạ. Thế để về em sửa, sau đó là em xong gửi cho anh nhá. Dạ vâng ạ. Dạ, dạ, dạ. Anh cũng đang sưu tập thơ làm về anh để anh in mà. Dạ. Ừ. À, nhưng mà nếu mà tập thơ mà có xuất bản thì anh nhớ ký tặng em một quyển anh nhá. Ừ, em yên tâm. À, trước anh xuất bản một tập thơ rồi, bán hết bèo trong vòng một tuần. Tên tập thơ là gì hả anh? Tên tập thơ là Hãy nhìn đi rồi cảm nhận. Bán cũng hết bèo. Sau một thời gian anh hóa ra không phải những người yêu thơ, mà là mấy bà bán xôi. Dạ đúng, em đang bán đấy. Mấy bà bán xôi, bởi vì giấy tôi in nó thấm dầu tốt. Thấm mỡ tốt. Và bây giờ thơ, nhưng thơ của bạn yên tâm, sẽ in vào giấy mà không thấm dầu. Dạ, để người chỉ có người yêu thơ thôi. Dạ, dạ, dạ. Thưa quý vị, người đầu tiên đã rất là có cảm xúc và có nhiều thơ, chứng tỏ là một người yêu văn học. Dạ. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với người tiếp theo. Dạ. Xin mời. Người chơi thứ hai là Ứng Minh Phương, 26 tuổi, chuyên gia trang điểm và giáo viên dạy nhảy đến từ Hà Nội. Sở thích là du lịch và hát hò, là người nói nhiều hòa đồng, dễ gần và ưa ngủ nướng. Tham gia chương trình để khám phá sự phong phú của tiếng Việt. Hôm nay đến với chương trình gặp anh Xuân Bắc, tim nhảy sập sình. Hy vọng mình sẽ đủ trình, chinh phục tiếng Việt một cách thông minh. Cảm ơn em rất nhiều. Mải nghe thơ, anh xin lỗi. Dạ. Em giới thiệu lại tên là gì? Vâng ạ, em là Ứng Minh Phương. Em 26 tuổi và em đến từ Hà Nội ạ. À Phương, cô giáo dạy nhảy. Dạ vâng ạ. Nhảy, dạy các con nhảy hả? Vâng ạ, em hiện tại đang dạy một câu lạc bộ nhảy của cho các bạn nhỏ trường tiểu học Chu Văn An. À, dạ. Thế là mẹ các cháu đến đón hay là bố các cháu đến đón? Cả hai ạ. Ừ, thường là bố chắc chắn là thế rồi. Thế tôi nói thế ai hiểu thế nào thì hiểu. Vâng, thưa quý vị, hai người tham gia chương trình. Một người là bác sĩ răng, bác sĩ nha khoa. Một người là cô giáo dạy nhảy, rất là trẻ trung, xinh đẹp. Người thứ ba, đó là ai? Xin mời quý vị. Người chơi tiếp theo là Lê Xuân Thái, 32 tuổi, đến từ Gia Lai. Công việc hiện tại là kinh doanh phân bón. Sở đoản là không giỏi tính toán, là người vui vẻ, hòa đồng, thích nghệ thuật và âm nhạc. Từng học giỏi môn tiếng Việt khi còn nhỏ, nên đăng ký đi thi để thử thách khả năng của bản thân. Tôi đây tên Thái, họ Lê. Tính tình vui vẻ, lắm nghề trong tay. Hôm nay đến với nơi này, quyết tâm thể hiện không hay cũng về. Cho tôi hỏi là không hay cũng về. Dạ. Thế hay thì sao? Dạ, tại vì em thấy mà nếu như mà không hay thì ở lại đây cũng chả biết làm gì anh ạ. Cho nên còn nếu hay thì phải đi tiếp thôi anh. À, vâng, không hay cũng về. Người chơi tiếp theo, xin mời quý vị. Người chơi cuối cùng là Nguyễn Thanh Hương, 26 tuổi, đến từ Nam Định. Hiện phụ trách phát triển kinh doanh và đối tác, giảng dạy và phiên dịch tiếng Anh, là người hoạt ngôn hòa đồng, thích trò chuyện, đọc sách, trao đổi và chia sẻ kiến thức với mọi người. Đăng ký đi thi để thử thách tâm lý của bản thân trước đám đông. Tên em thường gọi Thanh Hương, vì yêu tiếng Việt tìm đường đến đây.
Mong rằng em sẽ gặp may, không vua thì cũng một ngày ghi danh ạ. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có 4 người chơi, đó chính là bạn Đỗ Văn Tăng, bạn Ứng Minh Phương, bạn Lê Xuân Thái và bạn Nguyễn Thanh Hương. Và bây giờ chính là lúc chúng ta cùng đến với phần thứ nhất, đó là phần thi phản xạ. Xin mời quý vị. Em biết được nhiều hơn 7 từ, em mong là sẽ được chấp nhận. Mời bạn. Đầu tiên là từ sương mù. Đồng ý. Thông qua. Thứ hai là từ ngờ ngợ. Đúng rồi. Nhất trí. Và thứ 7 là từ sơ sơ. Sơ sơ. Được, được, đồng ý. Dạ, tôi đồng ý. Em còn 4 từ ở đây thì coi như là hàng tặng kèm không bán. Sương sớm, sờ sợ, gơm gớm. Và một cái từ nó khá buồn cười, từ ú nu. Em thử xác nhận là ở trong Nam hay dùng từ ú nu khi mà miêu tả ngoại hình của một bạn nào đó hơi tròn chỉnh, mũm mĩm một chút xíu. Dạ, ôi xời, thế thì được quá rồi. Đây là chiếc nhẫn quyền lực thể hiện sẵn sàng thách đấu. Em sẽ quyết định là em đã có ngôi vua của riêng mình rồi. Và em sẽ nhường lại ngôi vua này cho một người khác xứng đáng. Và mong là người đó sẽ đeo được chiếc nhẫn này và tiến đến ngôi vị cao nhất của người tiếng Việt. Vượt qua các thử thách của chương trình, người chiến thắng sẽ trở thành vua tiếng Việt đầu tiên. Giữ được ngôi vị, giải thưởng của người chiến thắng sẽ tăng qua từng cuộc với các mức 40 triệu, 80 triệu, 160 triệu và cuối cùng là 320 triệu đồng. Nhưng những kẻ thách đấu thì luôn trực chờ để xoán ngôi. Theo phải bắp bên. Ứng dụng. Tiếp theo. Thắc mắc ạ. Chưa chính xác. Ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng, độc chiếm ngôi vị vua tiếng Việt và giành được giải thưởng tối đa của chương trình? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ngay bây giờ. Ai chà chà. Nhỏ dinh dưỡng vàng từ 100% đạm thực vật, Fami nguyên chất thơm ngon mát lành, thêm cân bằng cuộc sống. Daikin, chuyên gia không khí hàng đầu Nhật Bản, được lựa chọn khắp mọi nơi để thư giãn tối đa trong thời tiết nóng ẩm. Giải pháp cho bạn ở bất cứ đâu. Daikin, không khí hoàn hảo cho mọi không gian. Daikin. Vị chua cay mới, hào hào kim chi, hương vị độc đáo, thơm ngon bốc nồ. Hào hào kim chi ăn là nhớ. Hào hào kim chi chua cay bốc nồ. Trà ô long không vội được đâu, không vội được đâu. Trà ô long là phải ủ lâu, phải ủ lâu cho vị thơm thanh ta. Trà ô long T Plus ủ lâu cho thơm thanh ngọt dịu. Aquafina diện màu mới, chai nhẹ hơn, vị ngon của sự tinh khiết. Sải bước phong cách xanh, Aquafina. Với công nghệ UV Nano loại bỏ 99,99% vi khuẩn bám trên quạt gió, điều hòa LG sẽ luôn mở để trao không khí trong lành tươi vui mọi lúc cho gia đình bạn. LG trao trong lành, mở niềm vui. Trong chương trình Vua Tiếng Việt, vòng thi thứ nhất, vòng thi phản xạ. Và chúng ta cùng chào đón thành viên ban cố vấn, nhà văn Trương Quý. Chúng ta cùng chào đón tiến sĩ văn học Thanh Nga. Cho tôi hỏi bạn Tăng một chút, bạn Tăng đã xây dựng gia đình chưa? Cũng xin chia sẻ với anh Bắc và cùng toàn thể chương trình là em đã có gia đình ạ. Và vâng một cháu năm nay 6 tuổi ạ. Còn bạn Minh Phương. Dạ. Bạn Phương thì chắc là chưa gia đình rồi. Dạ vâng ạ, em vâng. Chưa có gia đình. Tôi cũng không tiện hỏi có bạn trai hay chưa chứ nhỉ?
Chưa có gia đình nhưng đã có bạn trai ạ. Có bạn trai, dạ. Chúc mừng bạn. Vâng. Vâng, em cảm ơn. Người tiếp theo là bạn Lê Xuân Thái. Dạ, em chào. Thái năm nay 32 tuổi đến từ Gia Lai đúng không em? Dạ. Thái có gia đình chưa? Dạ, em vẫn chưa có gia đình ạ. Có bạn gái chưa? Dạ, vẫn chưa có bạn gái luôn anh. Thưa quý vị, có lý do để tôi cứ hỏi về chuyện riêng thế bởi vì chủ đề hôm nay của chúng ta là chủ đề là ế. Vâng. Nó có lý do. Tôi cũng không hỏi sang Thanh Hương được. Hương ạ, hỏi dạ. Đôi khi nó khó trả lời nhỉ. Có gia đình cho em? Dạ, em cũng chưa ạ. Chưa hả? Dạ. Bạn trai bạn chiếc thế nào? Dạ, em có rồi. Ờ, chúc trai. Mừng em rồi. Dạ. Chia buồn với Thái nhỉ. Dạ. Hôm nay có vẻ phù hợp với em. Phù hợp. Nhưng trong thực tế, tôi không biết là vô tình hay là cố ý mà ban biên tập chương trình đã mời đến đây nhà văn Trương Quý và tiến sĩ văn học Thanh Nga. Cả hai đều đang trong tình trạng là bộ đội không hòm thư. Vâng, Thanh Nga có nói với tôi là anh Bắc ơi, không biết là em có ở trong cái tổ này không? Em thì em không gọi em là ế mà em là độc thân bền vững. Thì không biết là vì lý do gì mà lựa chọn khéo thế không biết. Trong phần chơi đầu tiên, các câu hỏi được sắp xếp ngẫu nhiên với mức độ khó dễ khác nhau để thách thức khả năng phản xạ ngôn ngữ của mỗi người. Thời gian tối đa cho mỗi lượt chơi là 90 giây. Mỗi câu trả lời đúng, người chơi được 1 điểm. Khi có tín hiệu, một người chơi sẽ được ánh sáng lựa chọn để bắt đầu phần chơi của mình. Kết thúc vòng 1, người có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Các bạn biết rõ rồi chứ? Dạ, luật rõ rồi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lựa chọn người chơi đầu tiên. Xin mời. Đó chính là bạn Nguyễn Thanh Hương. Bạn đến đây và mong muốn thử tâm lý bản thân trước đám đông. Dạ. Hôm nay còn có thêm một thử thách nữa, đó là bạn thử tâm lý là người chơi đầu tiên. Dạ. Cảm xúc của bạn bây giờ thế nào? Dạ, cũng hơi hồi hộp nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức ạ. Cố gắng lên. Dạ. Nha. Dạ. Và bây giờ phần thi của bạn Nguyễn Thanh Hương, 90 giây bắt đầu. Sắp xếp N G O N D O T D. Ồ. Đúng ạ. Ồ đấy. Nói về hàng hóa đấy. Tồn động ạ. Tồn động, đáp án chính xác. Tiếp theo. Thắc mắc ạ. Gì ạ? Thắc mắc ạ. Hoàn toàn đúng. Hãy hoàn thiện cụm biệt từ sau. Biệt tâm biệt tích ạ. Gì ạ? Biệt tâm biệt tích ạ. Chính xác. Hãy viết lại cho đúng từ sau, nghiên cứu. Đáp án chính xác, nghiên cứu. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả? Liên không hiểu sao nhưng... Hai ạ. Mấy? Hai ạ. Đáp án chính xác, rất nhanh thưa quý vị. Hai ạ. Chờ trực. Hai, đáp án đúng. Mời bạn. Hai chắc ạ. Chắc trở hay chắc trở? Gì hai ạ? Hai ạ. Hai, chắc trở chính xác. Hai giải cứu ạ. Hay giải cứu? Hai ạ. Hai, đáp án đúng. Bà già đã 84. Bà già đã 84 ngồi trong cửa sổ gửi thư. Cho chồng. Chưa chính xác. Chưa chính xác. Một từ đúng rồi, một từ đúng rồi. Gửi thư để mong gì? Mong chồng ạ. Gì? khó quá, có thể bỏ qua. Bỏ qua. Lấy chồng. Tiếp theo. Hội đồng ạ. Hội đồng, đáp án chính xác. Tiếp theo. Lạm dụng ạ. Lạm dụng, hoàn toàn đúng. Rất nhanh, hãy tìm một động từ có thêm, thêm động thêm, từ. Thêm ạ. Thêm, chính xác. Câu cuối cùng đây này. Chấm chấm chấm, nhiều gái chưa chồng không tin xuống chợ Mỹ Lồng mà coi. dạ. Câu này không bạn, biết. Bạn biết Mỹ Lồng ở đâu không? Dạ không, em chưa nghe đến ạ. Tại sao bạn lại chưa nghe đến Mỹ Lồng nhỉ? Dạ. Tôi lần đầu nghe đến không sao. Dạ. Có những cái đầu tiên. Anh Trương Quý, anh có ý kiến gì ạ? Vâng ạ, xin mời anh. Xin chúc mừng bạn ngày đầu tiên, bạn chơi rất là tốt. Chứ những cái thứ khó quá thì có lẽ là chúng ta phải chấp nhận. Ở đây có một cái thuật ngữ dài nhất thì bạn đã điền được là biệt tâm biệt tích. Đây có cái chữ tâm, chính là cái bóng con cá ấy. Tức cái cá nó thở dưới nước ấy, gọi như cái bọt khí. Thì nó có một thuật ngữ là bóng chim tăm cá. Thì sẽ dễ hình dung ra cái bóng con chim bay trên trời rất là khó nhìn thấy. Và cá ở dưới muốn đi câu ấy, người ta phải quan sát những cái li ti của bọt khí đấy, người ta mới giật được hay là câu được thả đúng chỗ. Thì như chuyện Kiều có cái câu là nghĩ điều trời thẳm vực sâu, bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm. Để nói về cái sự rất là khó nhọc của việc mà tìm kiếm một đối tượng. Như là chúng ta nói đến chuyện là cụ thể chủ đề hôm nay ấy, là đi tìm một người ý chung nhân của mình cũng rất là khó. Dạ. Xin chúc mừng bạn. Dạ, cảm ơn anh ạ.
Xin cảm ơn nhà văn Trương Quý và bạn Thanh Hương. Bạn có 11 điểm. Xin chúc mừng. Bạn gây áp lực cho những người tiếp theo đấy. Đến nỗi mà bạn đẩy cái bảng sang mà bạn Minh Phương còn không thèm nhận. Bình thường người khác nhận đi. Rồi kệ đấy, bình tĩnh. 11 điểm. Và bây giờ chúng ta lựa chọn người chơi tiếp theo. Xin mời. Đỗ Văn Tăng. Vâng. Bạn chuẩn bị. Bạn có 90 giây. 90 giây bắt đầu. Hãy hoàn thiện cụm từ sau. Đây là gì? Có 3 từ và không ai được vi phạm cái này. Kể cả những người trong gia đình, chúng ta cũng đều phải dành một cái góc để người trong gia đình chúng ta đảm bảo được cái quyền này. Ví dụ quyền riêng tư. Quyền riêng tư, đáp án chính xác. Hai. Mời bạn. Sơ xác hay sơ xác? Hai. Hai đáp án đúng. Tiếp theo. Chậm chế hay chậm chế? Hai. Hai đáp án đúng. Mời bạn. Chỏng gọng hay là chỏng gọng? Hai ạ. Hai đáp án đúng chính xác. Mời bạn tiếp tục. Hãy viết lại cho đúng từ sau. Chồng chành. Chồng chành. Lưu ý nhá, lưu ý. Chồng chành. Đáp án chính xác, chúc mừng bạn. Câu tiếp theo. Cây cần vì bởi trái sai, xa em vì bởi ông mai, thế nào nào? Ông mai. Thường ông mai, ông mối mà trong bán hàng ấy, cái mà cả môi giới ấy thì cần phải nói rất nhiều. Bắt đầu. Không phải. Bởi ông mai thế nào? Khó quá, có thể bỏ qua. Ít lời, ông mai ít lời. Tiếp theo, nào. Đây là gì? Sắp xếp từ. Phe phẩy, đáp án đúng. Tiếp theo. Ớ u u l e n n h i. Huấn luyện. Khó. Xin mời các thành viên của ban cố vấn ạ. Vâng, trong phần thi của bạn thì có một cái từ rất là hay, cái từ chồng chành ấy. Bạn chắc là biết câu ca dao đúng không? Chồng chành như nón không qua, như thuyền không lái, như ai không chồng. Đó là chồng chành đôi khi nó chỉ cái tình trạng không vững chãi, con gái ế ngày xưa ấy. Yeah. Đấy, nó bấp bênh, nó chơi nổi ấy. Thế còn ở đây anh Xuân Bắc cũng đã giúp bạn điền nốt cái câu số 6 rồi. Cây cằn vì bởi trái sai, xa em vì bởi ông mai ít lời. Ngày xưa cái vai trò của ông mai và mối rất là quan trọng khi mà đưa các cặp uyên ương trai gái đến với nhau. Ông mai bà mối mà không khéo lời thì sẽ không đưa được họ đến với nhau. Xưa có một cái điển tích cưỡi ngựa xem hoa ấy, là cũng nói đến cái vai trò của ông mai bà mối. Một cô gái thì bị sứt môi, một chàng trai thì chẳng may bị thọt chân. Thế nhưng mà nhờ có ông mai bà mối khéo lời, cho nên khi mà dẫn dắt để cho họ mai mối với nhau ấy, thì là đã tạo cho họ trong tình huống gặp gỡ. Là người con gái thì thẹn thùng đứng trong vườn hoa, là lấy bông hoa che nửa miệng để che được cái chỗ sứt môi đi. Thế còn chàng trai thì cưỡi ngựa đi qua, cho nên là không lộ ra cái thọt chân. Đến lúc mà lấy nhau về rồi thì họ cũng chỉ biết trách ông mai bà mối thôi. Cho nên vai trò của ông mai bà mối cực kỳ quan trọng. Và số điểm mà bạn Tăng giành được là 6. Xin chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn người chơi tiếp theo. Xin mời. Bạn Xuân Thái. Tôi đang chờ đến phần thi của bạn Thái đây. Bạn Thái đi từ rất xa về đây. Gia Lai, đặc sản Gia Lai là gì hả Thái? Dạ, đặc sản Gia Lai thì có bò một nắng. Bò một nắng. Bò chấm với múa kiến vàng. Có thêm là gà nướng trong những cái ống, gọi ống tre, người ta gọi là ống cơm lam ăn. Đúng rồi. Dạ. Tôi lại chưa ăn cả hai món, đau thế chứ. Dạ, nếu như mà có cơ hội là em mời anh Xuân Bắc và mọi người lên... Gia Lai con tum là em sẽ dẫn dắt mọi người đi cùng thưởng thức ạ.
Em nổ địa chỉ đi. Tuần sau anh đến luôn đây này. Dạ, em sẽ inbox riêng ạ. Bạn Lê Xuân Thái, 32 tuổi, đến từ Gia Lai. Và bây giờ bạn chuẩn bị 90 giây dành cho bạn. Bắt đầu. 2. Trực diện hay trực diện? 2. Đáp án chính xác. Mời bạn hãy hoàn thiện cụm từ. Tập thể dục. Tập thể dục, hoàn toàn đúng. Ở Hà Nội rất nổi tiếng. Có thể bỏ qua, đó là chùa Hà. Còn thời đây, thời điểm đáp án đúng. Biết ai lòng sâu. Đặng gửi mã đào biển sông dễ lượng lòng sâu dễ tìm. Chưa chính bỏ xác. Qua. Bỏ qua đó là khó dò. Tiếp tục lần chân hay là lần chân? Một đáp án đúng. Mời bạn tiếp tục nào. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả? Có lẽ óc ông lúc ấy. Một. Chưa chính xác. Hai. Hai đáp án chính xác. Ai à, bạn ôi trời ơi. Tiếp tục nào. Tìm một danh từ có phần óc. Thóc. Hóc. Thóc. Chính xác. Yeah. Thóc. Danh từ thóc đúng rồi, chính xác. Trách chàng ăn ở chấp chênh em như thuyền thúng. Bấp bênh. Bấp bênh. Gần đúng rồi, đúng cái phần đấy. Bỏ qua. Nó là lênh đênh. Mời bạn. Nên thì ve ngọc chén trà, không nên chấm đến chấm cho ba mẹ nhờ. Bỏ qua. Ở vậy. Hãy viết lại cho đúng từ quả quyết. Bạn còn 2 câu nhá. Dạ. Quả quyết đáp án chính xác. Câu thứ 12, mời bạn. Sắp xếp từ. Ứng dụng. Chưa chính xác. Nói về nói. Tôi tìm mãi từ. Từ để tôi gợi ý mà cũng không ra được. Nói về trạng thái. À, ung dung. Em là thêm dấu vào. Xin mời tổ cố vấn ạ. Đây có cái câu ca dao thứ 5 thì bạn tiếc là không điền được ấy. Biết ai đặng gửi mã đào biển sông dễ lượng lòng sâu khó dò. Cái nghĩa nó rất là dễ hiểu rồi, nhưng mà đây có một cái liên hệ đến một cái thuật ngữ khác ấy, là hay nói đến đáo để. Bạn có biết cái từ đáo để không? Đấy. Thì đáo để đây một từ cũng rất gần với cái chữ lòng sâu ấy, tức là đáo nghĩa là tới, và để nghĩa là đáy. Tới đáy, cái lòng dạ không đo được đến tận đáy và rất là sâu sắc. Thì tôi xin cung cấp bạn một cái dữ liệu như thế để bạn hiểu thêm. Vâng. Cái từ ở vậy, không biết là bây giờ các bạn có biết quen với cái từ này không nhỉ? Ở vậy là ở, không có lấy chồng là gì. À vâng, đúng rồi. Cái sao cũng có một cái câu tương tự. Đấy là chồng con là cái nợ nần, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm. Tôi cũng xin bổ sung cho bạn một cái gọi là một cái thứ kiến thức mới. Yeah. Vì bạn không phải là người Hà Nội cho nên bạn không biết chùa Hà. Dạ yeah, đúng rồi, em không. Dạ vâng, chùa Hà là một địa danh rất nổi tiếng với những thanh niên mà bị coi là ế bạn ạ. Người ta thường đến chùa Hà vào đầu xuân để cầu duyên. Tôi cũng hơi ngạc nhiên, không hiểu là có vô tình hữu ý mà có đến gần 10 trường đại học xung quanh chùa Hà. Anh Bắc có nhớ không? Anh đừng có nói đến chuyện đấy của tôi. Tôi ở loanh quanh chùa Hà đấy. Cái cầu giấy đấy. Vâng, vâng, rất là đông trường đại học. Dạ, yeah, chắc em phải xin địa chỉ. Ừ, rồi, yeah. Bạn cố gắng qua tí nhá. Dạ. Yeah. Và bạn Lê Xuân Thái đang có 7 điểm, xin chúc mừng. Vấn đề là con số 6 của bạn Đỗ Văn Tăng và phần thi tiếp theo của bạn Ứng Minh Phương. Tăng ơi, bây giờ mong nhất của Tăng là gì? Mong nhất của em là... Trong phạm vi chương trình này. À, trong phạm vi chương trình. Vào thời điểm này, Tăng mong nhất là gì? Là Phương sẽ đạt được 6 điểm, sau đó là em với Phương tiếp. Đã bàn thắng vàng anh ạ. À, được rồi, ừ đấy. Nhá. Được. Nào, người chơi thứ tư, bạn Ứng Minh Phương, 90 giây, bắt đầu. Điền vào chỗ trống, bạn về ta nhắc ta trông. Ta về bạn nọ bỏ công. Bỏ qua. Bỏ qua, đoái hoài. Điền vào chỗ trống, trách chấm 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 sao xe hoài, xe hủy. Trách bà tơ sao xe chỉ lộn vòng. Bà Nguyệt. Chưa chính xác. Tiếp tục nào. Bỏ qua, bỏ qua. Bỏ qua. Được, một ạ, xin một mời, ạ. Xin mời. Một. Một, xu thế. Mời bạn. Hoàn thiện cụm từ. Về điều tra xã hội học. Ví dụ là Nhật Bản là quốc gia bỏ có qua. Dân số già. Đây là gì? Không thể thay đổi. Chữ B đầu tiên không thể thay đổi. Khó quá có thể bất biến, bỏ qua. Bất biến. Bất biến đáp án chính xác. Tiếp tục nào. Ứng dụng hoàn toàn đúng.
Mời bạn tràn trề hay tràn trề? Số 1 đáp án chính xác. Hãy viết lại cho đúng từ khuynh đảo. Khuynh đảo đáp án chính xác. Chúc mừng bạn. Tìm một động từ. Trôi. Trôi đáp án chính xác. Dựa dẫm hay là dựa dẫm? Số 2 ạ. Số 2 chưa chính xác. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả trong câu bóng tối đầy thăn thẳm ngủ được đầy 2 ạ. 2 chưa chính xác. Nó là 3. Em cũng hơi mất bình tĩnh đấy. Dạ. Xin mời các thành viên của ban cố vấn ạ. Vâng, câu 2 là trách ông tơ sao xe hoài xe hủy, trách bà tơ sao xe chỉ lộn vòng. Thường thì người ta vẫn hay nói là ông tơ bà nguyệt, nhưng mà khi người ta đã nói đến bà tơ thì chúng ta hiểu ngay phía trước phải là ông tơ chứ không có ai người ta nói là ông nguyệt cả. Vâng ạ. Vai trò của ông tơ bà tơ người ta vẫn thường nói đến đấy là những vị thần tiên ngồi dưới trăng để mà xe những sợi chỉ tơ hồng ràng buộc trai gái vào với nhau để tạo thành nên duyên vợ chồng là như vậy. Dạ. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ văn học Thanh Nga và bạn Minh Phương. Ơi chà chà. Em xin được nắm tay chắc anh một lần nữa. Ờ, để thấy tay anh chắc hơn thanh niên đúng không? Dạ, dạ. Nó là vấn đề anh bắt tay cái thôi. Em ngồi xuống mình chơi tiếp. Minh Phương đang được 6 điểm. Đúng như em mong muốn. Mình cứ làm căng thẳng nhau một tí. Thưa quý vị, hai người chơi đó là bạn Đỗ Văn Tăng và bạn Ứng Minh Phương. Hai người đều được 6 điểm và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thi xem ai sẽ trả lời được câu này. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. 3, 2, 1. Xin mời. Sắp xếp từ. Mời bạn. Tiếp theo. Xin mời. Mời bạn. Nè. 3, 2, 1, tiếp tục. Vẫn còn cơ hội cho hai người. Ai có được? Tôi sẽ gợi ý đây. Tôi sẽ gợi ý. Khi mình đi bán hàng mà mình bán mà... Xin mời. Được giá. Đáp án chính xác đó là được giá. Bên cạnh một lời chúc mừng thì bao giờ cũng có một lời chia buồn. Đầu tiên là chúc mừng Đỗ Văn Tăng. Chúc mừng bạn. Còn Ứng Minh Phương. Dạ. Tiếc nhỉ? Không sao anh ạ, tại vì là em đến đây thì mục tiêu chính của em thứ nhất là để thử sức. Tại vì thực ra là em thi ở nhà thì có nhiều cô em đoán rất nhanh. Nhưng mà chắc lên đây cũng có một phần tâm lý. Tâm lý lắm vâng chứ ạ. Không phải là chứ là hơi tâm lý đâu, rất tâm lý. Vâng ạ. Cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe. Các con luôn yêu cô. Vâng ạ. Cô dạy thật tốt, cho tập thật tốt, cho cô luôn xinh đẹp và hạnh phúc. Vâng ạ, cảm ơn anh ạ, chúc anh nhiều sức khỏe. Cảm ơn mọi người ạ. Ẩn sâu bên trong, hãy dùng Head & Shoulders mới thẩm thấu sâu 5 tầng, đánh bay gầu nhờn và ngứa để bạn tự tin 100%. Head & Shoulders mới. Chúc một chút mãi vui. Bố ơi. Trời ơi. Siêu mát nhanh chóng, còn chi phí thì hợp lý, siêu bền lâu dài, ai lời ăn lời còn ai dù hòa Funiki bền mát chuẩn hòa phát. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 của Vua Tiếng Việt, đó chính là phần giải nghĩa. Luật của chúng ta như sau. Xin mời. Ở phần thi giải nghĩa, người chơi có 60 giây để giải nghĩa từ và đưa ra gợi ý cho hai người còn lại. Trả lời đúng trong 15 giây đầu tiên, người đoán đúng từ và người giải nghĩa cùng được 4 điểm. Cứ mỗi 15 giây, số điểm lại giảm bớt 1.
người dẫn chương trình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên các từ trong cuốn Từ điển tiếng Việt gồm 36.000 từ của Viện Ngôn ngữ học Việt Nam. Kết thúc vòng chơi giải nghĩa, người có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Các bạn biết luật từ chưa? Dạ. Rồi. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm từ. Hôm nay chủ đề của chúng ta là ế. Giây bắt đầu, mời bạn. Đây là một danh từ có hai tiếng, kể để nói về ví dụ như là trong một văn bản, nhất là văn bản luật thì sẽ có những cái mục thì được gọi là gì. Tiếng thứ nhất là tên của một loại hạt và tiếng thứ hai là khẩn gì. Chìa khóa. Thông báo. Không ạ. Chính xác. Tiếng thứ nhất là tên của một loại hạt và tiếng thứ hai là văn này điều một khoản. Cách khẩn. Chỉ... Gì ạ? Điều khoản. Đáp án chính xác đó là điều khoản. Bạn cứ bình tĩnh, tôi thấy bạn ơi. Dạ. Bình tĩnh, gợi ý thế là chuẩn rồi đấy. Dạ. Mỗi người cộng cho mình 3 điểm, xin chúc mừng. Chúng ta đến với từ tiếp theo. Sáu mươi giây bắt đầu. Đây là một động từ có hai tiếng và nó lấy âm đầu, có giống âm đầu. Tiếng thứ nhất là, tức là cả cái từ đó có nghĩa là mình bào chữa cho lỗi lầm của mình. Tiếng thứ nhất là bao chấm chấm là để bào chữa cho lỗi lầm đó. Tiếng thứ hai là màu trắng hay là còn gọi là bệnh. Biện bạch. Đáp án chính xác đó là biện bạch. Ghê gớm thật. Mà... bạn tăng thân mến, bạn trả lời mà đến lúc tôi nhìn bạn rồi bạn nhìn tôi xem có đúng không, mà như kiểu là bạn chuẩn bị là nhổ răng. Biết bạch. Nhẹ nhàng anh, anh nhổ mấy răng hàm nó đau lắm. Dạ. Đáp án chính xác, mỗi người cộng cho mình 3 điểm. Mời bạn, chúng ta đổi chỗ. Chúng ta tìm từ. Dạ. Ba, hai, một, 60 giây bắt đầu. Đây là từ có hai tiếng, ý nghĩa là ngấm sâu vào trong cơ thể và tư tưởng. Thẩm thấu. Chưa chính xác. Gần đúng rồi. Gần đúng rồi. Từ đầu tiên ấy là ví dụ như mình rót nước. Thấu hiểu. Gần đúng rồi. Đầu tiên bây giờ mình rót nước qua một cái tấm vải ấy, thì nó sẽ làm sao? Thấm. Đúng rồi. Đã đúng từ nào chưa ạ? Đúng rồi, đúng từ đầu tiên. Từ thứ hai. Thấm đẫm. Nó là từ lấy nhá. Lấy âm lấy, đầu. Lấy âm đầu. Từ đầu tiên đúng rồi. Từ thứ hai. Có nghĩa là lời nói của bố mẹ mình sẽ cảm thấy rất là gì? Từ đầu tiên đúng rồi. Lời dạy, lời căn dặn của bố mẹ, của thầy cô, của bố mẹ mình cảm thấy rất là. Từ đầu tiên nãy em nói đúng rồi. Em nói tiếp từ thứ hai đi, ghép vào. Không chơi với bạn bên này à? Mình rót nước vào nhá, mình rót nước qua cái tấm vải thì nó sẽ làm sao? 3, 2, 1. Từ này không ai ghi điểm. Cứ bình tĩnh, chúng ta tìm từ tiếp theo, thưa quý vị. Ồ. 60 giây bắt đầu, mời bạn. Từ này là từ lấy phụ âm đầu, có nghĩa là gom góp lại từng tí một. Lượm lặt. Gần đúng rồi, gần đúng rồi. Cái động tác mà khi mà mình lấy những cái mà nó rơi ở trên sàn nhà ấy, nhỏ, thì mình phải làm thế nào? Nhặt nhạnh ạ. Gì ạ? Nhặt nhạnh ạ. Phải không anh? Nhặt nhạnh, đáp bàn chính xác. Tôi căng. Không, em giữ bình tĩnh như thế được chứ ạ? Em thế ghê gớm đấy. Em dạ. giữ bình tĩnh tới mức lạnh lùng đấy. Ghê gớm luôn đấy. Cảm ơn em rất nhiều. Mỗi người cộng cho mình 3 điểm. Tôi nói với bạn Thái thế này này. Yeah. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ rất tự ái. Yeah. Bởi vì yeah. Tăng rất phân biệt đối xử. Dạ yeah, đúng rồi. Ở bên trọng bên khinh. Cứ phải thế này thôi. Lúc đấy em cảm giác em thế nào? Em cảm thấy giác giống như là em đang chơi một mình em vậy. Ừ, không được. Nào, tìm từ.
60 giây bắt đầu, mời bạn. Đây là một tính từ, từ lái. Chỉ một cảm giác mà nó cứ chạy, cảm giác nó chạy trong người mình khi hoặc là khi nhiều người nói chuyện thì nghe cái âm thanh nó cứ như thế nào. Từ thứ nhất là trong bóng gì, bóng mà có ánh nắng mặt trời che cái cây gọi là bóng gì? Dâm gian ạ. Đáp án bạn đưa ra là gì? Dâm gian ạ. Đấy, thấy không? Vẫn được công nhận nhá. Yeah. Mặc dù phát âm chuẩn của chúng ta nó phải là râm ran. Nhưng mà bạn phát âm rất tròn vành là dâm gian. Nhưng dù nên. Sao là cũng nhận được yeah. điểm rồi. Mỗi yeah. người cộng cho mình 3 điểm. Xin chúc mừng. Còn từ cuối cùng. Mời bạn. Mời bạn. Đây là từ lấy hai cái phụ âm cuối là thể hiện cho sự ngụp lặn, sự ngụp lặn, sự mệt mỏi từ khi mà ví dụ như rớt xuống nước hay là người ta gọi là từ thứ nhất là ví dụ như từ khó tìm, tôi đang thử tìm mà không tìm được đây. Cứ miêu tả từ nghĩa chính xác đi thì tốt hơn. À, nghĩa từ chính xác. Ừ, tức là từ dưới nước này. Yeah. Rồi nhưng lên bờ trong cái tình trạng mà đấy. Từ dưới nước nhưng mà lên bờ trong cái tình trạng như mệt mỏi, giống người ta gọi hay gọi là cái gì giống như là mệt mỏi mà giống như là hỗn hển. Mà cái từ đầu tiên á là cái từ em không biết giải thích làm đúng, sao. Tôi cũng đang không biết giải thích sao người này. Đoàn bừa. Mời bạn. Lướt thướt ạ. Lướt thướt, đấy kiểu thế. Okay. Quý vị ở trong khán phòng không biết từ nào đúng không? Và tôi xin đưa ra từ đó là từ lóp ngóp. Lóp ngóp. Đúng không? Khó lắm. Vấn đề của chúng ta là bạn Tăng và bạn Thái đã có số điểm bằng nhau, 6 điểm. Đương nhiên rồi, Thanh Hương là số điểm còn lại của hai bạn cộng vào. Của chúng ta là trung bình cộng mà. Và bây giờ bạn Hương sẽ là người giải nghĩa. Mời Hương lên đây với tôi. Bây giờ ai là thắng luôn đây này. Nhá, tập trung nhá. Và bây giờ tôi sẽ tìm từ. Từ này nó phải siêu khó, cực khó. Khó ơi là khó. Sau 60 giây bắt đầu, mời bạn. Đây là một từ có hai tiếng. Tiếng thứ nhất là trong câu tổn công sức .. tổn công sức hoặc là .. tốn tiền tốn của. Tiếng thứ hai là nước chảy đá .. Mời bạn. Tốn mòn. Chưa chính xác. Tiếng thứ hai đúng rồi. Tiếng thứ nhất là .. tổn công sức. Phí mòn. Không, chưa đúng. Nữa đi. Mỏi mòn. Dạ. Mỏi mòn. Không phải. Tiếng thứ nhất là héo mòn. Không, chưa đúng. Chữ đầu đúng rồi. Hao mòn. Đáp án chính xác đó là hao mòn. Đó chính là hao mòn. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đã xác định được hai người vào vòng tiếp theo. Đó chính là bạn Hương và bạn Tăng. Còn Thái, cảm ơn em đã vượt một quãng đường xa đến đây để tham gia chương trình. Em đã để lại rất nhiều những ấn tượng tốt đẹp. Tất nhiên khi ra Hà Nội, với tình hình của em bây giờ, mạnh dạn đến với chùa Hà. Cảm ơn em. Chúc em luôn luôn mạnh khỏe, bình an và sẽ có một người bên cạnh mình. Crazy.
sảng khoái Pepsi. Uống nhạc cực chất, đã quá Pepsi ơi. Từ mạch nguồn khởi tạo, tôi luyện cùng thời gian, mang nhiệt lượng vững vàng, khởi sinh tinh thần thép. VAS vững vàng tâm thép. Comfort nước giặt dưỡng vải, tuy là nước giặt nhưng lại dưỡng vải. Lại nước giặt dưỡng vải, tuy là nước giặt nhưng lại có dưỡng. Dưỡng mà ra, tuy giặt mà dưỡng. Dưỡng như ra, vừa giặt vừa dưỡng. Nước giặt dưỡng vải Comfort mới. Bỉ ớt diệt mạo hoàn toàn mới. Vị chanh thành mát cực sảng khoái. Bỉ ớt diệt mạo mới. Cực sao khoái. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 3 của chương trình Vua Tiếng Việt. Đó chính là vòng sâu chuỗi. Vòng này chắc chắn sẽ có sự bám đuổi. Và hy vọng rằng bạn Tăng sẽ không lập nên kỳ tích cũng như là kỷ lục của mình là cả 3 vòng đều chơi playoff. Được chưa nào? Nhá. Thưa quý vị, luật của chúng ta trong vòng thi này như sau. Xin mời. Trong vòng sâu chuỗi, người chơi giành điểm bằng cách sắp xếp chuỗi từ không theo trật tự thành câu có nghĩa. 9 chuỗi từ tương ứng với 9 câu hỏi. Người chơi giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm. Kết thúc vòng chơi sâu chuỗi, người có số điểm thấp hơn sẽ bị loại. Các bạn cố gắng lên nhá. Vòng này tôi sẽ tổ chức thi nhanh đấy. Xoắn đấy. Sâu chuỗi, câu đầu tiên, xin mời. Mời bạn Hương. Chị nằm nghe biển hát ạ. Chị nằm nghe biển hát, đáp án chính xác. Truyền thuyết trên đảo Côn Sơn của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Cái này hồi bé chúng ta cũng học rồi, trong sách giáo khoa. Ngắt một đóa hoa tươi, chị cài lên mái tóc, đầu ngẩng cao bất khuất, ngay trong phút hy sinh ấy. Bây giờ dưới gốc dương chị nằm nghe biển hát ấy, viết về nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Câu tiếp theo, sâu chuỗi, mời bạn. Mời bạn. Hỡi đêm hay hỡi... Điều chính xác, mời bạn. Hỡi đêm đêm có hay á. Sao lại hỡi đêm đêm có hay, cái này nó... Một câu trong bài hát thì phải ạ, hay là... Bạn có biết bài đấy không? Dạ, bình thường thì con có nhưng mà tự nhiên quên mất rồi ạ. Bài này là bài Nơi Tình Yêu Bắt Đầu của nhạc sĩ Tiến Minh. Ta quen nhau biết bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay. Dạ. Mời các bạn đến với sâu chuỗi câu thứ 3, xin mời. Vàng thu lối mỏi chân dưới, mời bạn. Dưới lối mòn, dưới lối mòn, vàng thu... Xin mời. Dưới chân vàng thu mỏi lối á. Chưa chính xác. Gần đúng rồi. Thay đổi trật tự một chút thôi. Xin mời. Dưới chân vàng thu lối mỏi à? Không phải. Nghe nghe tôi này. Rồi hay thế. Xin mời. Dưới chân mỏi lối thu vàng. Đáp án chính xác. Câu tiếp theo vòng sâu chuỗi. Xin mời. Đò giờ bao bến mới gặp. Bao giờ bến mới gặp đò ạ? Bao giờ bến mới gặp đò. Trích Tương Tư của Nguyễn Bính. Và bây giờ cứ bình tĩnh nha Tăng nhá. Dạ. Tăng hết sức bình tĩnh Tăng ạ. Dạ, dạ. Ừ. Tăng thuận tay trái à? Em thuận tay trái anh ạ. Xin mời. Câu tiếp theo vòng sâu chuỗi. Thốt hạc bay vừa thẳng vừa kêu. Mời bạn Hương. Hạc vừa bay vừa kêu thẳng thốt. Hạc vừa bay vừa kêu thẳng thốt. Tôi không nói thêm nữa đâu, bạn đã có 5 điểm rồi. Chúc mừng bạn đã chiến thắng. Rất nhanh và thực sự là nguy hiểm. Không nhường nhau lấy một câu. Không, nhưng mà bạn Hương chơi rất là xuất sắc đấy. Hương chơi xuất sắc mà Hương gây gớm luôn. Chúc mừng Hương đã lọt vào vòng 4 của chương trình. Chúc mừng em. Cảm ơn ạ. Cảm ơn em đã đến tham gia chương trình. Chúc em luôn luôn mạnh khỏe. Cảm ơn anh. Bình an. Dạ. Thành công. Dạ. Và hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh. Chúc mừng em nhé. Dạ.
ra đâm tình miền Trung. Người xoán ngôi sẽ phải trải qua 3 câu hỏi, vượt qua cả 3 câu, người chơi sẽ chính thức trở thành vua tiếng Việt của tuần này và nhận giải thưởng 30 triệu đồng. Lựa chọn thách đấu với người xoán ngôi của tuần tới, người chiến thắng sẽ có cơ hội nâng mức giải thưởng lên tối đa 320 triệu đồng. Thưa quý vị, chúng ta đã có mặt trong vòng 4 của chương trình Vua Tiếng Việt. Tôi xin lưu ý bạn Hương là ở tuần trước đã có người thắng nhưng không đăng quang. Và chương trình của chúng ta mới tiếp cận, đặc biệt ở vòng 4 thì thấy hơi khó. Nhưng khi biết quy luật thì không hề khó chút nào. Cụ thể là ở tuần trước nữa, có người nắm rất rõ quy luật ở vòng 4. Nhưng mà do chúng tôi ra đề không phù hợp với quy luật đấy, cho nên bạn ấy đã không chiến thắng. Dạ. Tôi mong rằng bạn Hương sẽ giữ cái tinh thần giống như thi ở hai phần vừa rồi. Cố gắng lên em. Dạ. Mọi người sẽ ủng hộ cho em. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn. Và bây giờ chúng tôi sẽ cho người chơi 5 chữ cái. Đó chính là Á, E, G, N, O. Bạn có 30 giây để tìm 5 từ đơn từ những chữ cái chúng tôi vừa cho. 30 giây bắt đầu. Hết giờ. Mời bạn. Dạ, từ đầu tiên của cháu là từ ăn ạ. Ăn. Vâng, từ này được ạ. Chính xác. Dạ, từ thứ hai là no ạ. Chính xác. Từ thứ ba là nó ạ. Chúc mừng. Từ thứ tư là nọ ạ. Từ này được. Chuẩn rồi. Từ thứ năm là nỏ ạ. Từ này chính xác. Chúc mừng bạn. Bây giờ chúng tôi sẽ cho thêm bạn một chữ cái nữa. Xin mời. Đó là chữ T. Toàn bộ của chúng tôi là Á, E, G, N, O, T. Bạn tìm tiếp 5 từ đơn và 1 từ phức từ những chữ cái chúng tôi đã cho. 30 giây bắt đầu. Bạn viết được mấy từ? Dạ, cũng khá khá. Khá khá. Nào, những từ đơn đầu tiên. Dạ, từ thứ nhất là neo ạ. Từ này được ạ. Từ thứ hai là nắng ạ. Từ này được. Được. Từ thứ ba là nặng ạ. Chính xác. Đồng ý. Từ thứ tư là nặn ạ. Từ này được. Rất là hay. Và tiếp theo là nắn ạ. Từ này cũng được. Tuyệt vời. Từ phức, xin mời. À, nặng nặng ạ. Từ này được ạ. Được. Chúc mừng. Chúng tôi đưa ra thêm một chữ cái nữa. Đó chính là chữ V. Trong một phút bạn hãy tìm 7 từ phức từ những chữ cái chúng tôi đã cho. Một phút bắt đầu.
hết giờ. Bạn viết được nhiều từ đấy. Tôi thấy có vẻ khoảng chục từ hả? Dạ. Nào, xin mời bạn. Từ thứ nhất là nắn nót ạ. Được. Từ này chấp nhận được. Từ thứ hai là vo ve ạ. À, từ này được. Dạ, vò vẽ ạ. Được. Được. Tò vò ạ. Từ này được. Tốt quá. Dạ, vẻn vẹn ạ. Chính xác. Rất tốt. Văn vẻ ạ. Rất tốt. Được. Và ăn năn ạ. Được. Chính xác. Ghê gớm, bạn còn tìm được những từ nào nữa? Ôi, tự nhiên không nhìn thấy từ nào nữa. Thôi, bây giờ thắng rồi, không đọc nữa. Tại vì cháu không đọc theo thứ tự. Chúc mừng bạn Hương. Hương đã chiến thắng ở vòng thứ tư trong chương trình Vua Tiếng Việt. Rất nhanh, rất nhanh. Đây, đây là chiếc cúp của chương trình gửi tặng cho bạn. Bạn xứng đáng, bạn rất xứng đáng. Thậm chí bạn còn là một trong số những người mà khiến cho chúng tôi không phải băn khoăn bất kỳ một từ nào, bởi vì những từ bạn đưa ra đều chính xác một cách tuyệt đối. Và bây giờ bạn đã là người chiến thắng. Nếu bạn ra về, bạn sẽ nhận 30 triệu đồng. Còn nếu bạn đi tiếp bằng cách đăng quang ngồi lên ngai vua, đeo chiếc nhẫn quyền lực này vào, sẵn sàng nhận lời thách đấu, bạn sẽ có cơ hội giành được số tiền thưởng rất cao. Mời bạn. Dạ, cháu cũng chưa đeo nhẫn bao giờ, thế nên là hôm nay dạ, sẽ quyết định đeo chiếc nhẫn của chương trình ạ. Wow, xin chúc mừng. Tôi xin phép được đeo chiếc nhẫn này vào ngón tay của bạn. Rồi, giơ lên. Chúng ta chính thức có Vua Tiếng Việt tiếp theo. Bạn ấy sẽ là người chấp nhận thách đấu và những cơ hội dành cho người dũng cảm đang chờ đợi. Bạn sẽ có cơ hội trúng số tiền thưởng rất là lớn, 320 triệu đồng. Và tôi nhìn vào trong ánh mắt của bạn, tôi biết rằng bạn sẽ đi đến cuối cùng. Đến khi nào mà bạn không thể bước tiếp thì thôi, chắc chắn là như vậy rồi. Và bây giờ chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng người chiến thắng đăng quang ngôi Vua Tiếng Việt. Những kẻ muốn xoắn ngôi thì luôn chờ trực. Và hôm nay họ là những ai? Olympic tiếng Việt. Em được giải nhất ạ. Bạn này ghê gớm lắm đấy. Ôi. Người chơi không hiểu thì mình nên xoay chuyển tình hình bằng một cái phương pháp khác. Đây là lần đầu tiên em ra Hà Nội. Trời. Thế còn lần đầu tiên thì sao? Em chưa có lần đầu tiên. Chưa có lần đầu tiên luôn, trời ơi. Phải nói là các bạn, đúng là các bạn rất nhạy cảm. Chối cãi. Gần đúng rồi. Một ạ. Một đáp án chính xác. Hai. Hai đáp án chính xác. Nói là được rồi. Anh, động từ. Vênh. Chưa. Trổ tài. Hoàn toàn đúng. Thì mình hay ba từ. Hát xì hơi. Đáp án chính xác. Bóng hoa mai. Thêu dệt. Thêu dệt đáp án chính xác. Đấy, cái gì biết thì là dễ lắm. Đúng rồi đấy. Ừ, khổ thế chứ.